chào cô chú anh chị và các bạn nha. Rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì mình sẽ đi Hòn Tre để mà quay trải nghiệm cho mọi người cùng xem nha. Hiện tại thì mình đang đi xuống dưới bến tàu này. Khách rất là đông. Chín chỗ. Chắc đi tàu này hết. Tàu đi Hòn Tre nha các bạn. Đang xuống khách. Mới mua được cái vé nha. Kìa là tàu Everest. Giờ ở phía sau thì đang xuống đồ nha các bạn. Xuống lát nữa mới đi nha. Phía trước thì xuống khách. Bữa nay thì mình sẽ đi chiếc tàu này nha các bạn. Đi tàu nhỏ, quay mấy anh tàu lớn. Ở xa xa thì mình thấy ảnh chạy cũng khá là giọt nha. Bữa nay mình xuống trải nghiệm thử quay cho mọi người cùng xem. Xuống xuống tàu nha các bạn.
tới rồi. Đây cũng đẹp quá ta. Đây nhìn cảnh khá là đẹp nha. Khách bà con ơi, trời cái mâm trái cây kìa. Cái này, cái này trái thiệt trái giả rồi. Trái bánh đậu xanh cưng. Chị Biên lên chị bà. Nhìn đẹp quá. Ê. Ai giả trái mày đậu lên. Đây là đường lên dốc nha các bạn. Chung là nhìn đi mới qua nhưng mà nhìn đẹp.
Ở dưới kia đang mướn xe nha các bạn. Ở dưới này có mấy anh em đang hỏi khách là có mướn xe hay không nha.